bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe mới về phục vụ cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị xem. Em chào bà con nha. Em review tiếp một mẫu Ford Everest 207 nè. Nước sơn bên ngoài đẹp, dòng xe của Mỹ máy dầu. Dòng này dẫn động cầu sâu, SUV, gầm cao máy thoáng nha cô chú anh chị. Nước sơn bên ngoài khá là đẹp luôn. Hai cặp vỏ đầu mới đến 95%, mâm đúc nguyên bản của nhà sản xuất nè. Chữ là chữ nổi hết toàn bộ gầm. Gầm bề khá là ok. Mẫu này thì tiết kiệm nhiên liệu cho cô chú anh chị, 7-8 lít dầu trên 100 km. Với em nó sử dụng toàn bộ turbo, đăng kiểm tháng 5 năm 2022. 207 là form mới, sẽ mất hết sóng gân và đồng thời đi đôi cho em nó sẽ là ABS chống bó cứng phanh. Mặt ca lăng trước nguyên bản của Ford nhé. Nước sơn đẹp không bà con? Là trên nóc capo nè, những sóng gân chạy của em nó là không có một dấu tích là lỗi lầm. Đi đôi cho em nó là hai cụm đèn nguyên bản nguyên rin. Phía dưới chủ nhà đã lên đèn LED, lên bóng đèn bi LED hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị. Nói chung chạy thời gian thì chắc chắn rồi. Dòng nào mà chạy có phải sơn dập nha, chắc chắn phải có sơn dập. Em này thì sơn rin đâu đó đạt chuẩn tầm 65% thôi. Hai cặp vỏ đầu khá là mới, mâm đúc nguyên bản của Ford nè. Mới chưa? Mới ken gầm ở trong nè. Anh chị thấy sạch sẽ không? Tạ xe chuẩn cho cô chú anh chị lên nhận đúng chiếc xe bên Trần Ô Tô. Đó, em là đi qua xung quanh xe, kiểm tra nước sơn cho cô chú anh chị rồi. Chủ nhà lên full kính đồ chơi rồi. Màn hình Android, cam hành trình, camera gear full HD chống bắn tốc độ, đầy đủ các tính năng. Phía dưới đây chúng ta sẽ có đèn gear, đèn phản quang, đầy đủ rồi nha. Ok chưa cô chú anh chị? Nội thất ở trong nè, khá là xịn sò. Đây bà con, nội thất ở trong nè, sạch sẽ. Da hết toàn bộ lên lót sàn 5D rồi. Được cái liền là keo nè. Keo rin hết 100%, xe không có một dấu tích là đâm pha lỗi lầm trên chiếc xe nha. Tắp bi cửa khá là mới nha cô chú anh chị. Keo chỉ nè, được chưa? Đó, coi những điểm này thôi là biết xe nó không cấn, không lỗi rồi. Bốn cánh cửa đẹp như nhau nè, anh chị nè. Keo nè, keo rin hết toàn tầm 100% nè. Đó, mạc tem nguyên bản rin luôn. Trang bị màn hình ra loa sub đầy đủ các tính năng. Trải nghiệm phần máy nè, đi đường 161.000 rồi. Trang bị lóc khóa mở cửa từ xa luôn. Lắc nhẹ chìa khóa nổ máy rồi nha bà con. Đèn còi cực kỳ là lớn. Nè, trợ lực nè, em đây trợ lực đầm lắm. Đây là màn hình Android, lên full một cái camera HD nè, yeah, HD luôn. Đầy đủ chưa? Chất nguội bên Trần Anh với An Sơn luôn luôn đảm bảo những cái nguồn tốt nhất cho bà con cô bác về chất xe nha. Máy lạnh mát rượi. Anh chị trải nghiệm phần máy cùng với em nè. Xe sạch sẽ không? Mẫu này cũng trang bị là hai túi khí thôi. Chủ nhà pha LED thôi. Đèn trước của chủ nhà pha LED hết toàn bộ và kết hợp chúng ta sẽ có đèn gầm pha LED luôn nha. Đó, rất là hầm hố. Quyền ơi, mở nắp capo đi. Mặt ca lăng khá là bắt mắt. Bản số 60E935 55. Chống lên. Nè, hai bên dàn trước là không có dấu hiệu đâm va nè, không có dấu hiệu đâm va cứng đục lên chiếc xe nha. Nên anh chị carbon điện rồi. Từ ống ruột gà, phần bô e, cảm biến gió, đầy đủ các tính năng rồi. Ra turbo nè. Đó, turbo nè, ống hơi của turbo nè cô chú anh chị. Rất là ok luôn. Chạy qua thời gian 5 tháng người ta chỉnh lại mặt nắp cò bình thường thôi. Đây là ổ ga nè. Ổ ga nguyên bản của em Ford Everest. Phấn son 7 màu bát. Bát còn vàng ươm luôn. Form mới sẽ là ABS chống bó cứng phanh nha. Nha cô chú anh chị. Máy nổ khá là êm chưa? Đó là trải nghiệm phần máy của em nè. Phần máy nha. Máy êm chưa? Máy êm rù.
mấy mẫu này chạy thời gian người ta canh chỉnh là bình thường, canh chỉnh lại mặt lắp cò nè, xúc lại dàn bếp nè, xúc lại dàn ổ ga nè. Đi đôi cái bình lớn 75 ampe, keo chỉ với nó có bô hầu như là nguyên bản nguyên viên hết nha cô chú anh chị nha. Đó, rất là chất, được chưa? Mẫu này mua về chạy thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì trên chiếc xe rồi đâu. Đây là cốp sau nè cô chú anh chị. Cốp sau, cốp sau là keo rin ha. Anh chị thấy keo không? Đó là keo rin hết toàn tập trên chiếc xe nha. Bề ghế chân đầy đủ các tính năng nè. Dòng này thì cô chú anh chị không thích có thể gấp ghế xuống nha. Đó, chân đẩy nguyên bản theo xe luôn. Em xin quay tiếp phần gầm để cho anh kết thúc chương trình tại nơi này nha. Hãy bà con trải nghiệm phần gầm cùng với em nha. Đây là gầm xe nè. Trên nè. Gầm xe này. Không có dấu hiệu là mục mọt. Đam mê mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô Đà Lạt Lâm Đồng. Một lần nữa cho anh xin khép lại chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.